Hello, xin chào cô chú và các bạn nha. Hôm nay gia đình của mình đi chơi chỗ garden, chỗ công viên người ta trồng hoa hay là nuôi con vật hay gì đó. Không biết chỗ này có nuôi con vật hay không nữa, mà garden mà gần biển Morobit á thì có, còn chỗ này không biết có hay không nha. Gia đình của mình đang trên đường đi. Dạ, sắp tới rồi, sắp tới nơi rồi. Lúc buổi sáng gia đình của mình có đi kiếm chỗ nào mà đẹp hay là muốn đi chơi để quay phim cho mọi người xem á, là kiếm không có, quyết định là đi chỗ garden, chỗ công viên người ta trồng hoa. Đi chỗ này xong rồi tới chiều quay lại chỗ biển cho mấy đứa nhỏ tắm, chứ tắm giờ này á nóng lắm, nắng kinh khủng luôn, chịu không nổi đâu. Bên này thì 80+ độ luôn, cho nên là đi chơi đã, tới chiều rồi mới dắt mấy đứa nhỏ qua chỗ biển để tắm. Hôm nay có cháu trai đi chung, ngồi đằng sau chung mấy con gái của mình. Lề tới rồi nè. Lề. Chỗ Virginia nơi đi chơi cũng nhiều, nhưng mà giá vé thì hơi mắc xíu so với bên Morovis. Bên này cũng có chỗ khám phá những người lính làm bên này cũng có luôn. Look at that pond, it's so rusty, dusty, dirty, rusty. That doesn't look fungus. Okay. Tắt video chút xíu nha. Trả tiền vô trong này nha. He followed us. Right? Look at that flower. Trời mẹ. Yuri. Where's it go? Nè, gần gần tên này. It's big fat. Hôm nay gia đình của mình tới đây thì giá thì nó cao hơn chỗ khác nha. Ừ, trời hay trời quá vậy. Bốn con nít và hai đứa người lớn là 100 nè. 100 đô, 2,2 triệu. Tới mùa này thì hoa không có đẹp như đầu tháng gì ta, người ta thường trồng hoa là đầu tháng gì. Airport overlook. Airport overlook nè. Nghe tiếng máy bay. Nghe tiếng máy bay hạ cánh gì đó. Hỏi oh my goodness. Oh my god. Tại quá. Đây. Oh, American. American. Đây.
bên kia to hơn. Mày mà anh thoại em phải chia em đi. Phải đến anh ta bảo lên nè. Su về. Đây là sân bay quốc tế bên Virginia nhé. Đó tội đấy. Sân nhỏ xíu à. Đây là bản đồ này. Đây chỉ có hai đường thôi à. Đường anh. Run away. Đây cũng là đường đi nè. Đây là đường đi nè. Đây là đường gì đây? Hạ cánh hả? The problem, man, and about that, and there, ông xã nói là đường này là đường máy bay to, máy bay lớn là đi đường này, máy bay nhỏ thì đi đường này, nhưng mà mình không biết về cái này. Ok, đi thôi, tiếp tục đi. Nào, come on, go, 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 guys. I'm not done, I can't hear you. I'm not that boy, and I didn't hear you. What? They put up, what are we doing? No, no. No, gọi là nạ, đọc nạ bản đồ, mà tế bơi. Thế bê chí bê. Sao anh ta học em mà đi bên lớp. Này con này. Like in Rock Green Garden. Đây là trong nhà nha. Yuriho. Yuriho. La la. Cái ding ở đây là cho. Nó mong lắm. No. Well, let's go Japanese. What? Japanese. Oh. What's that? Oh. Daddy. Daddy. Okay. Này bà bạn này bathroom nhá. Này người ta trồng cây này. Put in there, I think, right? Go in there, wait. Push, put rock in. Nước giọt. Daddy. Giật là nghe Daddy này. Mà đã. Không, no, 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 get down. You can't go so much. No, no, no. Cái gì đây? Hey! Hi! Hi! Hả?
I don't know. How? I don't know. You just did it. I'm okay, what? One, go, just go. La-la-la-la. Just go, whatever. Không biết trong này có cá hay không nữa. Có, đây nè, cá nè. Cá. Con gì đây ta? Hey guys. Yeah, and the monkey. Chết này. Đi được không? Đâu. Ôi cha bóng này nhiều con gì, con ong hả? Yay! No! Mm. I feel the water. I feel like water. Me, yeah. The long snake. Come on, the lad. Come on, get the. Get the jack. Ừ, bên kia giống như bên Việt Nam kìa. Có cây chuối nè. Có gì bạc hà nè. Có cây pumpkin. Cây pumpkin, tay của mình cũng có pumpkin, cây pumpkin này. Trái vậy đi. Oh. Nhiều trái quá nhỉ. Oh. Nhiều trái lắm nè. Nó cần bư mà. Chỗ này giống như có con cá lóc đó.
thương bên Việt Nam nước nước như thế này nhiều cá lóc lắm này. Cái này chụp bơ rùm. Angelin. Angel. Con sư tử. Con sư tử này, hai con hồ. Con sư tử. Sao đứng chỗ này mát kinh khủng nhỉ? Anh này đẹp trai quá nè. Cúp xe xe là cả. No. Thế này là anh này là bút hả đi hả? You're so good today. Đi giờ này thì mát lắm mọi người. Giờ là 10 giờ. 10 giờ sáng. Màu tay ra đây nè. Hôm nay thì nhầm lang. Ồ, lá mì nè. Có lẽ như mà tiêu là nhà lên nhập là phân bla đòn này bla nó đi này nhà cho nhầm lạng này nè nhà rồi già này tao ở bạn này nè không lại là đây mình là lời khác nữa mà thôi chỉ có ai dạy thôi ạ. Ồ, dạy. Dạy mà nè, rất là ác đấy nhỉ. Dạ là coi. Dạ là coi, làm mình lên lát bị đuổi đến sạc này nè. Đấy, là lát. Là bầu em. Cái mình biểu hai vợ chồng mua nhà bên kia. Mình nói là cái gì đây? Treo cổ hai vợ chồng cũng không đủ căn nhà kia. Cái
Phương lá mì là nhiều lắm nè. Sao không trồng trái cây hay gì hết vậy? Sao lại đeo vậy kìa? Oh my god. What time is it? Oh yeah. Đẹp quá. Nhớ đi. Hai cây này chưa to đâu. Nhìn giống như cây me. Người ta đang trang trí. Có người là hai người đang trang trí cây này nè, trang trí cây thông, giống như không phải trang trí cây thông, đen gì ta, quên cái tên nè. À, buổi tối chắc đẹp lắm nè. Wow. Ooh, my goodness, trái này ra nhiều lắm nè. Oh my god. Này giờ nhua lắm hả nhá? Nhua vậy đó. Nhua vậy là, này đợt này em hả nhá? Chà anh. Cái này giống như trái trái táo mini, nhưng mà ăn hơi bị chát chút xíu. Ra trái nhiều lắm nè. Nè, chỗ này có cây sả nè, thơm lắm. Này, cái này nè, luộc, chấm nước mắm, bao ngon luôn, nè. Bông bí nè, chỗ này, rau nè, rau ăn phở. Cà chua, rau khoai lang. Cây dưa leo này. Sao không có trái vậy ta? Hay là người ta hái rồi? Ớt này. Ớt thì chín rồi. Đậu à? Đậu đũa. Ừ.
Ủa là ế nè. Ủa sao người Mỹ họ cũng trồng lá ế vậy ta? Ớt à. Ấy à, à, à. Ờ mà sao đây? Có ớt nè. À, màu nó đẹp lắm nè. Đây, chỗ này người ta trồng mướp nè. Trái mướp nè, nhỏ xíu à. Ừ, cái này là ăn được rồi nè. Cỡ này là ăn được rồi nha. Này. Cái này già rồi. Già hay chưa ta? Cái này già rồi. À, mướp nè. Lúc mới vô trong trong này á, là bên kia là hoa, người ta trồng hoa. Còn vườn bên này là người ta trồng rau nha. Bên này xung quanh đây toàn là rau. Hai cái này mày nhá. Mày sao? Thì bên nó kia bên nữa. Ờ, bên này. Ồ, đẹp quá nè. Đây chỗ này người ta nuôi ống này. Ông xã biểu mình quay coi mình này. Oh no. Cái này là đi vườn rau xong rồi qua vườn nấm nha. Nấm siêu to. Cái này người ta vẽ nhìn từ xa giống như thiệt. What, Nana? What, my girl? What? Oh, where? Which one? Yeah. Where? Spider. Where? Spider. I'm it. Oh. I'm a snake. I'm it. Yeah. Yeah. Greeny. Up. Đây nấm nè. Ừ, dù, dù, dù. Này. Bà tay nó tụt. Ừ, nè nè, big girl, bên nè nè. Ừ, 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 ừ. Xung quanh đây là vườn nấm nha. Còn bên này là chim. Các loại chim. Đây. Cái này. Nói, đâu, đâu, đâu,
Ôi trời ơi. Mà yêu bạn nó bảo là lát. Cô không bảo tôi bảo phải. Oh no. Mà yêu ok. Thank you. Ôi yêu là hả? Linh. Lịch hợp chút thảo ở cửa. Mà là hợp chứ. Hai à, nếu anh khởi thơi bé anh hỏi nè, ở cái lệch là lần. Nấm nè, nấm nha, dạ. Nhiều. À, bên này cũng nhiều nè. Vô trong này quay bướm bướm nha. Nice meeting you. See you next week. Have fun. Bướm bướm. Đây chắc là con sấu nè. Con sấu kiểu kiểu này thì ra bướm bướm loại này nha. Còn con sấu này thì ra bướm bướm này. Đây là có hình sẵn luôn này. Đây đây nè, đây đây nè. Còn cái này nè. Monarch butterfly. Okay. You go in here that you feel out. Stop it. So they only lay their egg on you. Không có ra nhiều. Ủa sao ngớ quá vậy ta? Vô trong này tự nhiên ngớ. Ừ, bên này nhiều hơn à. Và bên này nhiều lắm nè. Nè. Did you see star cluster? Yes, star flower. Star flower. Me.
Chỗ này cũng có xe người ta chở mình khám phá đây nha. Do là gia đình của mình không muốn lên, muốn đi bộ cho khỏe. Bà bình hạ em đợi nào bà đang ngồi nhớ. Không biết mấy đứa nhỏ hơi đâu nữa. Sorry, I didn't mean to get it. Bướm. Wow. Vườn hoa này. Đây người ta đang sửa chưa có xong này. Đây là vườn hoa này. Thằng mẹ là người ba nó cái gì? Nhầm ba thêm nữa rồi. Daddy, you want more? Quay xong hết rồi mọi người ơi, giờ chắc mình xin dừng clip tại đây luôn nha. Mọi người đón video tiếp theo nha. Bye mọi người. Salad. Bye bye. Bye bye.